Ok, hôm nay anh em nghe bảo là God of Weapon game của Việt Nam chúng ta gần đây có một cái bản update khá là ngon nghẻ luôn, nên cũng vô coi thử sao. God of Weapon thì tôi chơi rất nhiều trên kênh này, nếu như anh em lần đầu đến kênh thì có thể coi được cái video cũ. Game này đến từ studio của Việt Nam chúng ta nha, hiện đang nằm trên mà một số cái pop-up quảng cáo trên trang đầu của Steam luôn á, nên rất là hứng thú luôn. Một trong những cái sản phẩm cực kỳ chất lượng đến từ quốc gia Việt Nam của chúng ta, The New Life. Không biết hôm nay còn nằm trên không nữa. Hôm nay thì hết rồi, chắc qua cái đợt phiên bản rồi. Mấy bữa trước còn nằm trên đây nè. Thì chắc do tôi mua game rồi nên nó không hiển thị trên đây thôi. Đây là những cái pop-up hiện nay. Này nó giới thiệu gì cho mình game không à? Anh em nào quan tâm thì cứ vô thử con này. God of Weapon, game đến từ studio Việt Nam của chúng ta. Đã hơn gần 3.000 lượt đánh giá tích cực rồi nè. Giá game rất rẻ nha, còn có năm mấy ngàn à. Lúc trước thì chưa giảm giá thì cũng khoảng là 69-70 ngàn á. Đây, một con game thể loại bên đấy theo. Vì gần đây có một bản update mới, tôi không biết nó update là những gì. Ngọc thì update rồi. Anh em nào hứng thú thì lên kênh tôi xem ở đây. Đó, bản này. Lên được new. Game này là game của Việt Nam chúng ta nha. Vô cùng giao ăn hành. Đây là cái bản update lớn là Big Update. Đến vào cái thứ ba ngày 9 tháng 1, là cách đây cũng 3-4 ngày rồi. Chúng ta có map mới với cái hệ thống mà vũ khí mới, môi trường mới, những cái trang bị mới, vật phẩm mới. Đây, trang bị bây giờ đã có thể mà kết hợp với nhau để tạo ra một cái chất lượng cao hơn, ngon. Một cái phòng mà trang bị mấy cái giáp vũ khí mới luôn. Ok. Nhiều loại quái vật mới nữa, thậm chí là những cái loot mới cũng có luôn. Nhìn trông rất là ngầu lòi hơn. Boss mới cũng được thêm vô. Bốn con quái mà dạng elite mới cũng được thêm vô luôn. Những cái vũ khí legend mới là đây một dọc luôn. Rất nhiều nha, những cái siêu mới nào chẳng hạn. Những cái vật phẩm tiêu thụ mới. Cái này là bẫy sắt cầu vồng á, thuốc bẫy thuốc cầu vồng á. Những cái trang bị mới nữa nè. Tộc eo á, tộc eo này chắc là mới đó. Cân bằng lại một số thứ, update thêm mà hai cái nhân vật này. Update thêm cách mà sử dụng cái siêu. Siêu bây giờ sẽ tỷ lệ với cái chỉ số hồi phục của mình. 5 ngôn ngữ mới được thêm vào game. Tất nhiên game Việt Nam chúng ta thì có ngôn ngữ tiếng Việt nữa nha. Cái tui thêm nhiệm cái nhiệm vụ rồi ok. Nói chung là thêm rất nhiều luôn. Quốc. Bắt đầu quay phần. Mới tải xong update đó hả? Những cảnh này muốn chơi là con Cyberpunk quá. Bản 2.0 thì tôi chưa có chơi Cyberpunk đó. Nào có thời gian thì thử qua. Vẫn đang chờ gì quá rồi được ghé tem. Đó, game có tiếng Việt chúng ta nhìn vô cái là thấy quen mắt liền. Không có cái bê xin ghi xin gì đâu ta. Game này nó hay tự động tắt cái bê xin lắm nè. Nhìn rất là khó chịu luôn thấy không. Đâu nhân vật nào mới đâu. Mấy nhân vật này hình như là cũ hết rồi. Thậm chí cả chú Hề tôi cũng chơi rồi nữa. Trừ 50% tốc độ tấn công phải thì chọn đại thôi. Nếu tôi dạo vòng hay có nhân vật nào mới không, sao thấy mà ghi tộc eo rất nhiều nhưng mà không thấy ai mới đâu. Này Hunter giờ chơi nhân vật nào bây giờ, nhân vật Lulip này là nhân vật gì đây, sức mạnh cận chiến à, trừ 50 giáp, trừ 50 giáp. Chuẩn bị khởi đầu nó là cái gì, sát thương chí mạng à. Cái này né 100 lần thì mới mở phá được, nhận được cái thẻ dao
thẻ dao hay là thẻ đao? Thẻ đao. Vậy là mình không cần cầm cái trang bị đao. Đây. Nhân vật này thấy cũng khá là mới lạ. Coi cái tượng này có gì mới không? Mình đang có là 34 điểm thôi. Thiếu điểm nữa hết trời. Chìa phá này là cái gì không nhớ nữa, lâu chứ không chơi. Ủa sao mà đổi qua bậc 5 được ta? Sao nè, hay là lấy sát thương chí mạng luôn, chơi cho nó là liều lĩnh tí. Không, lấy cái thẻ đào đi. Từ từ mình tính cái bui con này sau. Trước mắt thì coi game có đánh gì đó. Một đống thứ chưa mở luôn. Rồi, cái này từ từ mở khóa xong, đừng biến quá. Bên này là cái gì đây? Đây là những thứ đã mở rồi thì nó sâu lên trên đây cho mình nè. Nhìn kho tàng nó ngầu lòi không? Không đập được cái thùng. Cái này là cái mới nào, mũi tên yêu tinh thôi, cộng đạn thôi. Vậy là không. Tiện này né. Đây cái nhân vật của mình là né tránh nó 32 rồi nên lấy ban đầu lấy cái này cũng được. Nhưng mà nó giảm sát thương thì cũng chua lắm à, không cần đâu. Bao đấm linh hoạt. Nó chỉ tăng tốc độ tấn công thôi, tăng cái tầm đánh mà giảm tỷ lệ né. Tỷ lệ né mình cũng cao lắm rồi. Tầm đánh trong con game này rất là quan trọng nha. Cái cán dài này cũng ngon phết nè. Mình né thì mình vẫn có thể đứng yên được. Lock luôn. Tiếp theo. Cảm giác mà đam của mình nó theo không kịp rồi, lên cấp ít quá. Cái này cũng ngon nữa. DPS 34, cái này DPS 37. Thắt lưng thì cho máu với giáp. Thôi xong rồi cái này để làm sao? Bán luôn đi. Lấy cái này vô. Ok, tiếp tục. AK được chưa ta? Mất máu quá chứ.
Không ổn, không ổn, không ổn. Lên có 2 level thôi, thọt quá rồi. Hai cái vật phẩm mình sao mà ghép lại được với nhau ta? Chiến phủ nè, cái này cũng chiến phủ nữa nè. Làm sao để dung hợp hai cái này lại? Như hai cây kiếm này nó nè, làm sao để nó hợp nhất với nhau được? Hay là phải có cái thuốc gì đó? Chết tôi rồi, mua xong rồi giờ để đây à? Mới ổn cho lắm. Đây, hợp nhất nè. Hợp nhất 3 là sao ta? Tức là hình như phải có 3 cái giống nhau mới hợp lại được. Vậy đành phải hy sinh thôi. Cái này có hợp chất với nhau được không? Đây đây đây, một cây nó giống nè, bán luôn. Hợp nhất cũng tốn tiền á. Vậy là cũng hơi bị chua nghe không? Giáp trừ bàm chính cho tôi rồi. Hèn gì con quái nó đụng mình cái 13 máu. Cái này chỉ có là map né tránh với mà hồi phục thôi, chứ thôi là nó quanh hết mình đi luôn á. Cây máu rồi, tốn quá. Cây kiếm này kiếm pha lê à, hiệu ứng lạnh. Cái này đi với vũ khí phù phép thôi. Giảm tốc độ di chuyển với né, nhưng mà nó lên được mới giáp cũng đỡ đỡ đó. Lấy tầm tạm thôi. Bù ba đắp lợi cũng như nhau mà. Đỡ đau hơn rồi. Bây giờ quái đụng vô thì còn 3-4 máu, đỡ đỡ hơn tí. Nãy là đụng là mười mấy máu rồi. Con này bùi vũ khí tay dài thì có khi nó đỡ hơn, chứ bùi tay ngắn mình thấy mạo hiểm quá, sơ đẩy phát là đi liền luôn. Lên được có 2 level rồi, khổ tôi.
Cái bài này hơi bị ngon lắm. Cái này lấy cũng hút máu lên cũng được đó nè. Chắc lấy cái tầm xa nữa. Tiếp. Da nó đụng cái 10 máu trời. Bất tử. Đau đau đau. Không có máu luôn. Hai ba máu, hai ba máu thì cũng thôi thớp từng tí. Cũng không ngon cho mấy. Được tí máu cũng đỡ, với mình có bôi thêm chút máu nữa nên cũng coi thớp được tí. Thùng toàn ra thùng nổ mà. Chiến thánh cộng hai giáp cũng được. Cái nào liên quan tới giáp thì mình sẽ dục lên. Giáp chừng 24. Dẫn chừng 24. Cái này liên quan tới giáp cũng được. Cái này nó lên màu tím luôn nè. Đao tinh xảo của mình là hai đao rồi nè, ba đao nè. Mua cái này nữa thì cũng được. Rồi, chưa cần. Chấn thương 0%, không nên để trừ nữa. Cũng được, cái này cũng ngon phết đó chứ.
Nhưng mà hy sinh cái gì bây giờ? Hy sinh cái cuộn giấy. Cái này mới hay gì nào? Rồi một xuyên thấu mà trừ hai sát thương đạn. Thì thôi. Con chuột là con lính mới hay gì? Level ngon. Bắt đầu mình thiếu sát thương đó, tí nữa phải lên vũ khí thôi. Và cũng được, cũng nhờ lấy cái tăng một đống ép mới lên được 4 level. Bây giờ nhân vật của mình nó đi hơi chậm rồi đó nha. Cái này mới cái gì nè, bao tay thần thánh. Cái này không phép thôi, phép với đạn không. Cú cái này tụt máu dữ lắm, tụt máu mà trừ sát thương, sát thương mình không ổn rồi, không để trừ được nữa, trừ nữa là hẻo luôn á. Giáp của mình 4 rồi, lên được 4 rồi, cái này ngon à. Cái này cũng quan trọng nữa, nhưng mà nó màu trắng là nên thôi, để nó đi. Mình bây giờ mua chỉ số hút máu với thêm vài cái vũ khí nữa xong rồi đó. Có thể là bỏ cái phi đao luôn. Thấy cái phi đao nó cũng có tác dụng trong giải tỏa áp lực đám đông. Con nhện là con quái mới nữa rồi. Giá ở đâu vậy? Ừ, cái đạn con nhỏ anh bắn khó né hết á, sắp chết luôn rồi, thôi thốt luôn rồi. Bắt đầu ra đống đồ tím nè, may mắn của mình 16 à. 4 ngô chắc đi dọc ở trên này đi. Level thấp quá. Phần trăm 15 máu, 3 hút máu nhưng mà 4 ngô nè. Có lấy phải lấy cây này rồi. Cây này 6 ô, mình phải bán cái món nào đó 2 ô. Bán cái món nào đó 2 ô hả? Giáp mình còn ngã rồi đó, tí nữa mở dọc trên này nữa, có khi bán cái cây này luôn á. Cái này phải bôi với bộ cán dài nữa nên nên cũng không bỏ được. Không lẽ bán cái thùng, bán cái thùng đi, mới tầng 9 à, bán cái thùng cũng ổn.
2, 4, 5, cái kia là 6. Phá thôi. Khá là ngon, bỏ thì cũng không được. Cái gì đây? Này mất mới như vậy? Có quái tinh anh luôn vậy? Ây da! Đau đau đau! Máu! Đến hoài không chết quái tinh anh này sao giờ? Rồi chết rồi, còn 10 giây rồi. Con quỷ vô gích đó lâu lâu nó nhảy cứu nguy hiểm phết. Mở ổ trên kìa. Ừ, vậy thì cái này nó không dính vô được hả? Ừ, là nó hơi ngược. Từ từ tí nó tính. Bây giờ làm sao cho cái này nó dính vô cây thương? Thực ra là lên một đao nữa thì cũng chả có nghĩa lý gì luôn á. Lên một đao nữa nó chỉ tăng có một đao mà. Gần như là vô dụng luôn. Không được, để gì thì cái này nó lại đụng rồi, nó đâu đích với thằng trên này. Ừ, khoan 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 khoan, để như thế này thì nó ngon hơn đó. Nó cầu được vô hàng tím này luôn nè. Nhưng vậy thì đào đâu ra cái ô vuông đó, thằng này nó để đây nó cầu được 3 4 cái nhưng mà mất tiêu cái hiệu ứng cái dầu cho nó. Ngon, xuất hiện con quái tinh anh thôi, chẳng có gì phải lo. Tăng được thêm 3 ô nữa, giải quyết được khó vấn đề nữa. Ồ, cái này là gần như cộng không à, nó đâu có trừ cái gì đâu. Cái này là cái gì?
tăng vĩnh viễn một chỉ số ngẫu nhiên và giảm một chỉ số ngẫu nhiên. Thử không? Cái bình này là đúng nhân phẩm luôn á. Lần đầu tôi thấy đó. 28-47. 33-37 cũng được. Tính ra nó có lợi cho mình nhiều. Tí nữa mình sẽ đục lỗ mình nhét cây này vô. Trừ 4 máu mà nó cộng rất nhiều ngon. Không có cộng giáp. Chí mạng và tấn công, tỷ lệ chí mạng mình thấp lắm nên bui thêm cũng vô nghĩa. Đi thôi. Sao tự nhiên còn 6 máu? Hình như tôi vừa có cái hành động ngu ngục nào đó. Nó chậu vật vã luôn. Tự nhiên còn 6 máu, mém tí nó hẹo luôn này. Bây giờ cái cây này là 7 ô dọc, 5 ô với 2 ô này mình xếp khéo khéo là đủ luôn. Ok, để lên cho cái rìu này nó ké đựng cái. Cái này chắc bán đi, nó màu trắng à, giờ giữ lại nó mệt thêm. Cái này chỉ có 6 đô thôi. Máu giảm xuống 1 ở tầng tiếp theo, bệnh gì cử. 5 hút máu à. Bán gì giờ trời? Chắc bán cái tăng ép này đi. Bây giờ hơi trễ để cho cái việc tăng ép rồi. Cây nỏ cung cái này cũng ngon đó nè. Cục xí ngầu. Đây đây đây, bình thuốc 3 ô đây. Từng sao có quái tinh anh nữa hả trời. Trừ 3 điểm may mắn, không muốn. Điểm may mắn rất là quan trọng. Nhưng còn cây mã tấu này, mình có thể nhét nó vô được cái chỗ nào nó không? Tí nữa có điều kiện thì nhét cái chiều dọc này. Đi thôi. Một máu nha. Trời, mấy cái chủ nó phun lửa nó kìa. Ê ấy ra xuống à, ra ghen à, đừng bình tĩnh, đầy máu rồi, đầy máu thì bệnh gì thử nữa. Mấy cái bẫy đó hình như chỉ có tác dụng với mình thôi, chứ mấy con quái à nó không bị gì hết, né tránh của mình cũng cao lắm. Mới ăn nguyên cú bơm hạt nhân vô đầu luôn. Mấy cái map này tôi không biết nó có thiết kế cố định không ta, hay là dạng tạo tự động theo cái thuật toán. Mình có 4 ô thôi. 1 2 3 4. Cái cánh, cánh tăng hút máu, tốc độ di chuyển ngon, cái yên trừ 10 giáp, tốc độ di chuyển của mình cũng số âm luôn.
đeo vô thì nó tự bóp mình luôn. Không, không đeo được. Có đeo thì đeo cái này vô cho nó đi nhanh lên tí. Cái này vô thì hy sinh cái nào ta? Hy sinh cái này. Nhân thai này ngon là 9% sát thương là ngon dữ lắm đó nha, quất liền. 25% sát thương. Cái bộ bài này tăng may mắn cũng rất ngon đó nè. Giáp mình hơi thấp nhưng đành phải hy sinh thôi, biết sao giờ. Còn cái nào tăng giáp nữa không ta? Hết rồi. Bây giờ nhét cái mặt nạ vô đó. Cái mặt nạ này nó hình chữ T vậy. Cái ngón tay được tốc độ tấn công cộng rất nhiều luôn. Hồi máu máu mình đang đầy, chơi nó không, bệnh viện cử 41 58 41 313. Hai cái dưới này thì mình chẳng có xài thôi. Nỏ đỏ đi kiếm xanh rồi, mình kiếm cây hút máu là được rồi. Cái trụ này xoay tròn nó đốt cái quái luôn nha, nên mình nó thụt xuống rồi. Mấy con Minotaur này, Minotaur ghét này đánh hoài nó không chết. Sát thương mình yếu. Tí là nãy lấy lên gần 30 mấy% sát thương đó nữa nha. Từ gà rồi. Đen phui máu cũng đi ăn nó không nổi đâu. Rồi bây giờ mất hơi 30 máu luôn rồi. Kiếm thêm tí hút máu nữa mới được cho nó chắc ăn. Bây giờ con quái nó đụng nhẹ mình cái mất 37 máu. Giáp mình đang âm nữa chứ. Cái này thì nó cộng mọi mặt luôn nên là ngon nè. Cái này mấy cần phá nữa đâu. Ê. Trời ơi. Tự nhiên quên bấm vô quan tầng kéo luôn. Quên mua đồ rồi. Ý. Trời nó chém gió bứt màn hình luôn vậy. Mấy con quỷ này nè. Đi ra dùng quen giết nó mới được. Máu mình chưa được 100 nữa hả ta? Sát thương diện rộng thì cũng ngon đó, nhất là nó màu đỏ nữa nè.
DPS 158. Lấy nó thì tìm cách nhét vô cái ô chỗ này. Nó hình chữ T như thế này á. Hai bốn năm ô là mình phải bán đi một món đồ. Bán bộ bài cũng hơi uổng. Cái này trừ giáp tỷ lệ né tránh bán luôn đi, không cần có lấy thì lấy cái mũ này vô, nó mất hai tốc độ di chuyển trừ năm mày không được, thấp lắm. Ừ. Sao toàn tên bỗng gì không gì nè. Lấy một cái búa nữa. Thêm cái búa này nữa thì được tới 3 giáp nữa đó nha. Búa tím thì cũng ngon lắm, 123 thôi. Màu đỏ thì mình lấy. Cái này ngon phết nè. Cái này cũng ngon lắm nè. Cái này thì mình nên để ở đâu đây? Chắc là để chỗ này. Để chỗ này thì nó được 1, 2, 3 cái vũ khí này luôn cũng ngon. Nhưng mà hy sinh cái gì bây giờ, không lẽ hy sinh cái này. Cái này 4 sát thương cận chiến lần là nó ngon lắm nha. Phá rồi đi. Tuần sau tính. Giờ cái video của mình nó hơi cùi đó. Đi đạn nó đuổi rồi kìa. Ý. 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 Con nào nãy bắn đạn đuổi đâu, gạch đây. Không có giáp nên nó đụng nhẹ mình cái là bay 16 máu. Nhưng mà trong con game này cái chỉ số giáp nó cũng không ngon mấy luôn. Trừ 5 giáp. Giáp có méo đâu mà sợ trừ. Ừ.
Quốc liền. Xí ngầu đôi 7 may mắn, 1 tỷ lệ chí mạng. Nó còn thua bộ bài nữa. Cái gì đấy? Nhận tốc độ tấn công dựa trên hút máu. Máu mình 49 lận. Ngon. Các một hút máu kế bên cộng thêm 4% hút máu. Sống qua tuần sau là mình bá đạo luôn. Sức mạnh cận chiến 8 sát thương. Có cái này rồi thì đâu cần chỉ số may mắn nữa. Tầng 15 á. Tầng 15 còn tới 3.000 tiền nữa. Tôi giàu rồi anh em ơi. Đọc mấy cái bình thuốc. Game này nó cho tiền hơi nhiều nha, nên mình có thể gon thuộc thoải mái luôn, nhưng mà không cần phải suy nghĩ đắn đo gì ba cái hệ lụy nó mang lại đó. Này thì con mắt phun phun cái gì. Đang bất tử nhưng mà không quá nào lại gần được. Ấy, 20 mấy máu. Giáp yếu quá nên mà chơi ngu phát là đi chuyển sinh luôn á. Chống đồng Nam Sơn kiếm đỏ, đổn kiếm. Trừ 10% giá vật phẩm nhưng mà nó tốn 25 tiền. Tốn 25 tiền, tức là mình mua cái đồ nào trên 250 thì có lời. Đây, mình mua cái này trước để đây đây. Sau đó mình mua cái này, đó nó giảm đi 60 đồng nè. Tí nữa mình bán lại cái này. Đó là coi như tốn có 13 đồng mà tiết kiệm được rất nhiều luôn. Để ra ngoài thì tính không? Để ra ngoài nếu tính. Cái sừng này là phải lấy rồi nè. Cái kiếm này có 4 ô nhưng mà DPS nó rất là cao nữa. Thậm chí cao hơn mấy cái vũ khí này nhiều luôn. Cái này bản chất nó là đau rồi nên không cần để gần này đâu. Thiên đỉnh kiếm này thì ngon vãi à. Mới bấm cái gì ấy? Cái gì đây? Trang bị 10 món vũ khí khác nhau. Mười vũ khí là mình có thể lên 50% đó, mua thử ngay. Mình đang 41 43, 55 43 cũng được. Vũ khí bậc 2 trở xuống thì mình đâu có cái nào đâu. Ủa vậy là phải cộng nhiều lắm chứ. Sao lại cộng chỉ có bao nhiêu đây vậy? Lại một cái thẻ giảm giá. Bây giờ tiền mình nhiều lắm rồi, không cần đâu. Bộ bài này bây giờ 3 may mắn, 10 may mắn không cần nữa, gần end game rồi. Sao ta 5% sát thương cho mỗi vũ khí bậc 4 là mình có 1, 2, 3 cái vũ khí bậc 4 là nó cộng 15% nè. Đang 63 nè. 49. Vậy nó cộng có 14% với 15 đâu, lừa đảo hả?
Tiền nhiều quá thì bắt đầu gon chơi chơi thôi. Tốc độ di chuyển mình 5. Nhưng mà nó lại tăng tầm đánh. Tầm đánh mình đang 47. Mua thử coi nó làm sao. Tầm đánh mình đang 47. Đều vô lên 71 luôn. Nhưng mà chỉ số trừ làm sao. Không sao. Nó chỉ trừ tốc độ di chuyển đi 10 thôi. Cái đó là không phải chỉ rồi. Mà là gấp. Cái cọng giáp này mình đặt chỗ nào được ta? Đổi vị trí cái sừng đi. Ok, vô. Mạnh hơn được tí rồi đó. Giờ đam gần ngàn luôn nè. Tầm đánh cũng rất là xa nữa. Thấy con nhân mão không? Rồi kiếm vàng thôi, chém thử anh. Tầm đánh của mình 71 thì nó gần hết máu luôn rồi. Giờ AFK được rồi đó. Đi kiếm thùng nữa chứ. Đau, muốn cái gì mà 21 máu vậy? Ơi, cái con ngựa nó lao vô mình, méo ổn rồi. Vậy thôi. Nó cho mình tiền nhiều quá à. Mà bây giờ tiền với mình không quan trọng nữa. Mình cần là cái lever. Quái đụng với 35 máu trời. Hàng mốt máu. Nhưng mà mình hút lại cũng đỡ đỡ. Lấy cái này. Máu một ở tầng tiếp theo không thành vấn đề. Từng sau mà chết là tôi chửi đó nha. Cái ly này là hết chỗ để rồi. Có bán thì bán cái nón 4 giáp. Bán cái còn 3 giáp mà đặt cái này vô thì nó lên 8 giáp. Đó từ 9 xuống 8 nó chỉ giảm 1 thôi. Tốc độ di chuyển mình là trừ 10 né tránh 41 mà lấy cái này vô thì bốn mươi mốt lên được 54 thì tức là nó có 14% thôi. Cái giày mới hả? Sức sống và giáp cộng lại bán kính dựa trên tầm đánh ngon rồi nha. Nhưng mà đeo cái này vô rất là mạo hiểm luôn. Được cái tỷ lệ né tránh của mình nó lại lên. Thì bây giờ chúng ta có thể thử cây kiếm này. Tôi muốn lấy nó để nâng cây kiếm này lên bậc 3 nè. Còn tí nữa đi. Cũng được. Này bán luôn. Sáu mươi ba, 50, 10, 68, ngon. 35, 52, 38, 42 cũng được. Cái này không cần. Cái này bây giờ thì quá trễ rồi. Có bán cái cánh nè. Mất 3 hút máu. Nhưng mà giảm đi 6 tốc độ di chuyển, bui cái này là gần như mình chơi đứng yên luôn á.
chứ không còn cử động như nó đâu. Ba cái bậc ba mà sao không? Trời ơi, cái này kiếm đâm, còn cái kia là kiếm đâm hút máu. Thiệt. Mù, tôi bị mù anh em thông cảm. Mình không chơi tốc độ di chuyển hả? Mình cho tốc độ di chuyển gì không luôn. Ừ, cái đôi giày này phải xếp sao ta? Cái này không phải cái dài nên cũng méo cần để đó. Cái giày này là 1, 2, 3 ô. Có thể để đặt nó ở đây được. Bây giờ mình còn 3 ô. Bốn giây hồi chiêu một lần cũng ngon chứ. Chích thuốc. Tăng chí mạng, giảm sát thương. Lại cái cốc. Cái cốc này thì không còn chỗ để nữa. Thêm thùng. Thêm thùng bây giờ thì cũng hơi trễ rồi. Go. Hút máu nhanh lên. Chết bây giờ. Mấy tên anh ở đâu ta? Bây giờ mình đi chậm như con rùa luôn. Mình lướt cái là nổ cái bùm cái nào. Đó. Mình lướt liên tục luôn. Lướt cái là liên map. Lướt cái chết bằng boss tên anh luôn. Quái tình lành luôn. Ê, gì đó không? Lửa. Chưa lên được 2 level nữa trời. Vào rưỡi tốc độ di chuyển trừ 36, khổ hơn tôi. Con mắt trừ tầm đánh thì thôi bye bye đi. Cái này lấy vô thì nó lại một máu nữa. Sợ cái gì trời ơi, mấy cái con muỗi. Tuần sau chết mà mang nhục với anh em luôn. Cây búa đỏ. Cây búa đỏ này lấy vô nó được 5% sát thương đấy à. Nên bắt buộc phải lấy rồi.
Thực ra cái kiếm này cũng méo cần. Hai trăm ba mươi mốt cây này với 200 thôi, cây kiếm này nó lại DPS cao dữ nó ta. Tầm đánh của mình cũng hơi cao rồi. Giáp của mình thì chắc mấy cần ở đâu. Tối đa là 90 thôi nên mình không cần né nữa. Này cái gì đây? Cộng 2% sát thương cho mỗi lần né thành công. Tức là càng né được thì mình lại càng mạnh lên. Tầm đánh mình quá nhiều rồi nên không cần. Lấy cái này luôn, mặc dù chỉ số né của mình nó hơi cao rồi. Nên cái nào liên quan đến né tránh đâu. Ghê vô đây là phải hiện những cái vật phẩm liên quan đến né tránh chứ. Cái này cút đi. Cây búa này nó sẽ xây nằm ở hướng này cũng được. Ok, dời qua đây. 41 lót à. Không không không, không có tăng tốc độ di chuyển nữa. Gan cái cây kiếm này nó ơi, cho nó tiết kiệm diện tích tới ấy. Cái này thì đủ rồi, không cần. 150 vàng rồi đó. Chức năng gây thương này. Cái này nâng lên thì nó có khác biệt gì không ta? Nó mạnh hơn có chút xíu siêu siêu à. Gần như không đáng kể luôn. Vân tay cộng hút máu thì mình chắc phải hy sinh cái nào đó. Giờ kinh nghiệm gì đó. Cái này cũng giờ cũng hết cần luôn nè. Thôi đi thôi, chống về ô làm biến cấp độ. Bây giờ lại một máu. Lướt qua lướt lại thôi là quán cũng xong rồi. Coi cái thùng ở đâu không? Và cũng ổn, kiếm cái thùng được một level nữa thì ngon.
giao sao đánh boss rồi. Rồi tầng này là tầng cuối rồi đó, cây đàn hạt đây cũng được, tốc độ tấn công trừ hút máu. Máu mình tám mấy lần, tốc độ tấn công phải chậm mà quá nhanh rồi. Kỳ phủ màu xanh nè, đặt cái này ra ngoài, mua cái này vô. Gân tay kiếm đấm bốc không, thùng kiếm này màu xanh không cần, toàn bộ màu xanh hết. Cái ly còn hai giáp lấy tầm tạm đi, không bổ ngang cũng bổ dọc. Trời ơi giờ lo cái gì nữa. Kỳ phủ màu tím bán, bán cái này luôn. Có hàng mới rồi mình phải giục cái hàng cũ liền đi mới được. Gà chào, chúng ta lại chơi cái trò gà chào này. 38 41 quốc 33 38 3, không khác biệt gì mấy luôn. Tỷ lệ chí mạng mình 24. Kinh thánh tiếp gacha. Chơi cho hết tiền. 38 35 40 41. Anh em muốn chơi một máu ở tầng tiếp không? Tôi không muốn mạo hiểm nên tôi đéo chơi đâu, hỏi gì thôi. Hết đồ rồi, thôi đi luôn đi, biến mua quá. Không né được boss hả ông? Tôi không biết con nào là boss luôn. À những cái con này nó lướt như Yasuo như là boss á. Thôi bốc hơi đi bạn. Cũng được. Bản update này gần như có cái gì mới. Nói chung là mở được cái thành tựu là trang bị 10 loại vũ khí khác nhau, tập cẩm luôn. Rồi ok, bye bye anh em. Nói chung là thử qua cái bản update nó sao thôi. Chơi cũng ổn áp hết.